Thức dậy kêu anh chị thức dậy đi học đây. Good morning, con ơi, thức dậy thì trễ quá rồi, mau quên. Mau quên. Good morning con, thức dậy đi con. Trễ quá rồi. Nghe con ơi. Hả? Dậy 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 nè con cưng ơi. Chừng chừng mami ơi. Dậy con. Trễ quá rồi con ơi, dậy mau lên, mau lên. Trễ rồi con, thức dậy lẹ lên. Giờ mommy xuống chuẩn bị lẹ. Đặng Di Di qua kìa, nhớ không? No. Má lúc so good today hả? Ý chị nói xem hôm nay sao mình sửa soạn ở nhà đó mọi người. Ok, thức dậy lẹ, xanh qua má lấy đồ này nghe không con? Cho hai chị em ngủ chung một phòng. Bây giờ soạn đồ cho mấy xanh đi học đây. Bây giờ mình xuống mình chuẩn bị đồ ăn cho mấy nhỏ. Đây là buổi sáng của ba mẹ con đây. Khi sao nó đang đâu hết rồi phải không? Dạ. Nên lấy chiếc giày cho má cho con. Rồi mang giày vô lại đi xanh, để rồi. Dở Dạ. Con muốn ăn bánh xí tô với lại chót là trong đi con. I know. Con muốn ăn bánh này đi chót là trong đi cơm đi con. Tôi lấy cho máy đi chiếc giày đi. Ok, làm ăn dài đồ vô đi con. Dài đồ vô đi. Nhớ đi đi trước đó, tại vì nay đi tới sớm đó. Mi con muốn cái bánh thôi hay con muốn pizza với lại bánh hai thứ? Con muốn pizza and con muốn pizza với cái bánh này hay là một thứ thôi? Con chừng dropping on the floor cái nó sticky lắm con. Dạ mấy con muốn làm sao? Đi, hai đứa lợn nãy giờ mới nói con nghe lợn ăn dớt vô liền, ăn dớt ăn mặc áo vô tại trễ rồi. Di Di qua rồi. Nay mùa đông rồi mình phải đi xóm. Chị này thì chỉ ăn ăn bánh sừng trâu đó mọi người. Ăn bánh sừng trâu với lại trép chocolate này lên nè. Trép cái Nutella. Xong mình gói vô cái giấy bạc như thế này nè. Cái bình nước của xanh đâu rồi? Water bottle của con đâu? Mì con nhớ ăn trái cây nghe con.
bình nước cô xanh giờ má không thấy, má lấy cái bình của chị hai nha. Cô muốn là bao tay này hay bao tay này? Bi coi cái nào có là không? Rồi, chuẩn bị coi mà coi coi gì gì tới chưa? Not yet. She's not here yet. Đây đây. Buổi sáng đây. Buổi sáng cho mình cho hai mấy chị ngủ tới trận. Mấy dặn nghe xanh nha. Nên mình thấy lượt lên mấy chạy tóc con. Đem lượt theo chạy tóc luôn kìa mọi người. Chút nữa nè. I miss you Robert, I miss you Captain Everybody. Cô để đâu phải không? Cô để này đâu phải không? Cô để ngay đây nè. Cái chút nữa trưa con về á, để con có con chơi liền. Bước vô thì con sẽ hay you Robert của con này. Đây, bao tay. Is it this side or this side? Is it? Okay, this side. Mommy confused. Mommy confused, see? Cái bao tay này đeo vô nó ấm lắm nè. Thành ra hôm qua Misan không có sợ lạnh luôn á. Ok. Đây, đây là cái nón, thở lên, mau lên nè. Thở lên. Con nhớ ăn grape, sau này grape thì Úc mua ngọt lắm nha không? Rất là ngọt luôn. Yeah, but like, I have no more time. You don't have enough time? Yeah, I only try your best, okay. I only have 10 minutes. Này, đừng em mà cậu tóc. That's true. Kindergarten just have 10 minutes to eat. Because they have 5 minutes before recess, and then after recess they have 5 minutes, so it's 10 minutes for recess to eat his snack. But I eat my snack outside and inside. Mommy, I don't want to eat. What? The alarm bell. The only thing I want to eat. The only thing I want to eat. Let him focus on school and go. Me? Hai đứa hết nha. Lắng học nghe ngon. Yeah, mommy, that's what school's for. What else would I do? Sợ con ham lên, con ham chơi, con nghe bạn, con nhìn bạn, con lose focus. Mình phải là để bà học học good ở school nghe ngon. Giống như ba vậy đó, ba học rất là focus, con very smart. Ngày một buổi sáng của mình đem mọi người. Hello. Gì? Hello, my funny joke. Funny joke or joke? Every time when you become bigger, 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 it's going to be big and. Nên mommy có bụng bự quá. Này con. Để lên. Okay. But I need my tap too. What tap? With my hat. Cái hat này đổi ra được rồi con. Không muốn hả? He's not here yet. Awesome. It's up there. Someone put it up there. Okay. Now, the most important thing, you met my girl that you forgot yesterday. Yeah. I okay, almost forgot. Hey, come and tell my lady. Can you see something like this? Mọi người có hay mi xanh. Sau khi thay đồ xong là đứng để nhìn hả Di Di mà qua một cái là mình đi liền. Là ra ngoài.
tight. So tight đi, cô đừng có mang. Để cái đó cho Tina đi. Can you help me so tight that I can even take it off? Để con cầm qua bển sẵn con đi. Nó cho Tina luôn. Amina thế nào đó nè. So what shoes am I wearing? Con mang giày kia đi. Okay, I'm gonna buy the new. You have the new one there, upstairs. Yeah. In your room, right? Yeah. Mm. Michael mang cái đó, ha? Yeah. Okay. Okay, chuẩn bị. Đôi giày chặt rồi đem qua cho Tina đi. Cái này tại bụi thôi á, cô kêu M2 chùi. Đưa để mất phone mới nắp M2. Cô y chang à. Một đôi boot như vậy á, mua gần cả trăm đồng bạc đó mọi người. Sale là mình mua đã rẻ mà tốt, rất là tốt luôn. Mang một năm trời rồi. Mang mới có năm, nói tiếng năm chứ có mấy tháng là bắt đầu là bỏ nè. Tại vì năm rồi chưa có, không có chùi nữa. Ra lẹ lên. Bye mommy. Bye. Bye mommy. Con, bye bye. Mình phải đóng cửa đó mọi người, tại vì mùa đông rồi có heat lên rồi, thành ra nó sẽ cái hơi lạnh nó vô á thì cái máy heat của mình nó chạy rất là hao luôn, cho nên mình phải đóng lại rồi Đức ở đây nhìn thôi. Nè, cái máy heat nó đang chạy nè mọi người thấy không? Thành ra khi mà mình mở ra cái hơi lạnh nó ùa vô á nó. Ok. Thì sau khi hai mấy anh chị đi học xong á là mình lên mình dọn dẹp phòng ngủ đồ này kia, lau dọn dẹp nhà cửa cho buổi sáng. Thực ra buổi tối là mình đã lau dọn nhà rồi, nhưng mà buổi sáng buổi tối thường khoảng 8-9 giờ sau khi mình dọn dẹp xong á là mấy cha con hay ăn xuống ăn sơ cái đồ ngọt ha, uống nước gì cái là mới đi ngủ. Thành ra mình sáng sớm xuống là mình cũng phải dọn lại nữa, mặc dù buổi tối làm nhưng buổi sáng cũng phải làm lại nữa. Để mình quay ở trên phòng ngủ của mình nhìn xuống cái sân ở sau hè nè. Đây, mấy cái nhà của hàng xóm đây. Mấy cái khuôn viên ở khung như vậy là cái bác do của người hàng xóm á mọi người, cái sân sau của người hàng xóm đó. Rồi mình đứng ở đây mình thấy hết trơn trơn y một cái khoảng sân sau. Ok, mình dọn đây là buổi sáng của mình nha mọi người, sau khi mà mấy đứa nhỏ nó đi học qua là bắt đầu mình lên dọn phòng, cái chân cà nhắc như vậy đó. Bây giờ hồi nãy chắc mi con nó không có làm cái phòng của chị được, bây giờ mình phải qua mình làm cho cái phòng của chị. Tại nãy thức trễ quá đó, chắc chưa làm đâu. Ô, vậy mà chị cũng làm xong hết rồi nè mọi người. Cưng không? Ngủ vậy là làm hết rồi nè, tại mình tưởng đâu chưa làm. Mình qua mình làm cho chị hay gì, chị sắp xếp hết rồi. Nó đây buổi sáng của con mình nó dậy mọi người, trừ khi nó mình kêu nó dậy dậy trễ quá. Ngày nay dậy trễ nhưng mà cũng kịp đó, tại vì ngày nay không có quần áo là không có bị trễ là do mặc cái này mặc cái kia đó, thành ra chỉ đi sớm đó. Mở cửa sổ lên. Hay à, là mệt luôn mọi người, cái chân đi như vậy nó rất là nhức luôn. Ok, phòng của chị xong rồi, bây giờ mình xuống dưới. Nhà mình á, mình không có thích tối tối mọi người. Tối ngủ che màn gì lại không biết, nhưng mà sáng là phải gỡ ra hết. Sáng sủa nhà này cũng mi xanh, nhiều khi nó ngủ trưa ở đây đó, rồi ngủ trưa xong mình cũng phải gỡ ra, tối mình đóng lại mình làm một ngày mấy tăng vậy đó, mình cũng làm mà tại quen rồi chứ không có để cái khui cái nhà luôn. Có nhiều khi cũng có người nói là chút nữa cũng vô ngủ tại hay này kia, không cần thiết mà mình quen rồi đó.
Mấy cái màn này là chị dâu mình bên Việt Nam may cho mình đó mọi người. Hồi đó 2010 cái 2018 mình về Việt Nam á, lúc đó mình đang mình chưa cách mua nhà luôn á mọi người. Mình chưa mua nhà luôn mà mình biết. Mình kêu chị dâu mình may giùm. Detail. Thời phòng này tối mấy chị em chơi là liền lu sù vậy đó. Buổi sáng của mình là như vậy, đi cà ri cà mỏ cà ri cà mỏ cà ri cà mỏ. Cái chân này mọi người thấy không, mình phải mang một cái chiếc dơ cái dép bên đây để mà nó thăng bằng á mọi người. Và cái chân này nó rắn rất là nhức luôn. Thực ra mình phải cầm cái nạng á mọi người, mà mình không có cầm cái nạng cho nên mình đi vậy nó nhức quá, nhiều khi làm chút xíu cái mệt mỏi cái chân á. Ở đây rất là mỏi luôn mọi người. Thì sau khi dọn trên lầu xong, bây giờ mình xuống dọn ở dưới này. Thì như mọi người có theo dõi mấy cái video trước của mình á, là mặc dù mỗi buổi tối á, là sau khi ăn uống xong hết, trước khi đi ngủ là mình cũng quét dọn lau nhà bếp rồi xong hết. Nhưng mà sáng sớm xuống thì mình cũng phải dọn lại, cũng như quét dọn sơ như vậy. Nếu mà không có thời gian hoặc là mình không thể làm được thì thôi, chứ nếu mà có thời gian làm là mình vẫn phải làm. À, tại vì tối xong á, là cha con đồ hay ăn uống cái này cái nọ thì mình cũng phải lau dọn lại. Thì mình thấy nó dơ dơ hơi rất rất, mình cũng khó chịu lắm. Thì ông xã cũng hay nói mình bị cái chứng OCD đó mọi người, là giống như mình thấy cái gì là mình phải dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thì mình mới chịu nổi. Còn nếu không á, là cái trong bực lòng mình nó bực 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 với nó bứt rứt làm sao, nó khó chịu lắm. Cho nên có những mấy ngày đầu mình bị cái chân như vậy mình không có làm được á, mình cái nhà nó dơ á, là thiệt trong lòng của mình á, là nó bực mình lắm, nó khó chịu, nó không có vừa ý. Hoặc là những lúc mà mình làm công việc bận rộn á, mình không có làm được thì mình cũng bắt buộc phải để như vậy thôi. Nhưng mà có thời gian là nhà cửa phải gọn gàng sạch sẽ hết mình mới chịu nổi. Đây là sau khi mình làm xong hết là 8:35, hồi nãy mình là trong vòng 35 phút là mình sau khi mấy đứa gì pick up đi học á, là 35 phút là mình làm những công việc như vậy đó mọi người. Xong rồi đó mọi người, là cứ 8:35 là xong. Mệt quá. Cái đầu có tóc đâu, tiêu rớt nè. Rớt. Sao cứ hơi mệt quá, là bởi vì mình làm như vậy mình không có biết lạnh mọi người. Nhà hiện giờ như nhà ông bà ngoại là mùa đông như vậy, là nhà ông bà ngoại là bây giờ là 25 độ, chuyển hết trong nhà là 20 mấy độ á, mà nhà mình chỉ có 19 độ mọi người. Mà mình đã nghe nực rồi, tại vì mình làm việc liên tục á, thành ra mình không có nghe lạnh. Rồi mấy đứa nhỏ thì chơi hoài cũng không biết lạnh nữa, thành ra nhà mình là hiện giờ là chỉ có 19 độ. 19 độ có hết đó nha mọi người. Thì 8:35 là làm xong. Đó là cái công việc thường ngày của mình á. Thì nhưng mà nếu mà cái chân của mình mà không có bị cà nhắc như vậy á, thì mình làm nó nhanh hơn chút xíu. Thì sau khi mà xong hết á, mình sẽ ăn sáng. Ăn sáng và chuẩn bị cho cái cuộc họp đầu tiên trong ngày là lúc 9 giờ. 9 giờ sau đó cái cuộc họp thứ hai là 9 rưỡi. Và bắt đầu sau 9 rưỡi là bắt đầu ngồi vô bàn làm việc cho đấy xong luôn. Thì đó là cái công việc hàng ngày của mình đó mọi người. Thì thường đa số là một tuần như vậy, mình có thể lên công ty 2 ngày, nhưng mà từ cái ngày cái chân của mình như vậy thì trong vòng 4 tuần mình mang cái đôi Airboots này á, là cái để cho nó xương nó liền lại đó. Thì mình phải đi chụp X-ray một lần nữa, rồi bác sĩ coi cái chân của mình nó có heal lại chưa, thì mình mới 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 gỡ ra mọi người. Mà tối ngủ luôn nó rất là bất tiện luôn, mà
nó nhẹ chứ không phải nặng, nhưng mà nó mệt lắm. Rồi cái mình cũng lấy cái đôi dép nó hơi cao cao chút xíu vậy nè, để mình mang một chân bên này chân kia á, cho nó đồng nhau á mọi người. Nhưng mà cái độ cao nó không có bằng nhau á, cái chân nó rất là mỏi luôn, cái chân bên phải rất là mỏi luôn. Mà bữa hổm rày tự nhiên sao từ cái chân vậy mà không nhớ uống ba canxi mọi người. Cái điều đặc biệt của mình á là mình rất là sợ chích với lại thuốc, không biết tại sao luôn á, cứ ha thấy viên thuốc ai uống không sao, chỉ tới mình thấy thấy cái viên thuốc thôi một cái là nó muốn ói à, mà không biết sao luôn, nó ớn tới ốc o nâu trong đầu á. Mới nhiều khi ai kêu uống thuốc đồ gì á, lì là không phải là chê thuốc, mà là lì là có nghĩa là nói ừ cho đó cho có vậy, chứ nhiều khi không uống mọi người, bởi vì vitamin là mua không có uống nổi là không có uống nổi luôn. Rồi hoặc là y như nít nhẹ mà nước, ví dụ như nước thuốc gì mà có gì hương vị trái cây mà thà không biết thôi uống nha, chứ mà có nói nuôi thuốc trong đó là không cách nào mình uống nổi hết đó. Mà mỗi lần uống là giống như là ngộ ghê, không biết tại sao mình có cái bệnh như vậy, cứ thấy cây kim với lại cái đó là cái muốn rượu người vậy mọi người. Cứ hả đi lại bác sĩ mà chích ra này kia, nhất là chích ngừa đợt Covid đó, mà cứ cầm cái kim, nó cầm cái kim lên cái là thộ, tôi nói cái bắp tay hả như cục đá luôn, gồng cứng ngắc luôn vậy đó, mà không có sữa được, nó vậy hồi xưa giờ nó vậy đó. Thì đó là lâu quá mình không có làm video. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi cái video, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người, chia sẻ cái video của mình cho những người nào mà các bạn quen, để cái kênh của mình có một cái lượng đăng ký cao lên chút xíu nha, 1.000 lượt subscribe mà tới nay chỉ có 530 mấy, mà cứ đứng riết nó không có ai subscribe hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì cái video này quay là cái công việc mỗi buổi sáng của mình, gửi đến cho mọi người xem, coi cái hoạt động của mình như thế nào nha. Ok, xin chào, bye bye.